Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Hoàng Sâm An. Có ba từ để nói về con là hiếu thảo, tự tin và trung thực. Mong mọi người cổ vũ cho con nhé. Yeah. Sau đây thì con xin thực hiện bài tập của cô Tuyết đã giao. Con xin đọc từ 30 cho đến 71. Con xin được bắt đầu. 30 núi mặt trời, 31 bóng đèn, 32 vỏ sen, 33 khúc xương, 34 dưa hấu, 35 đu đủ, 36 hoa hồng, 37 loa cầm tay, 38 nhẫn kim cương, 39 con tê giác, 40 cây bút chì, 41 bình cứu hỏa, 42 cái diều, 43 người lướt sóng, 44 rừng thông, 45 nam châm, 46 cung tên và mục tiêu, 47 cầu thang, 48 Doraemon, 49 ly tách, 50 xe đạp, 50 xe đạp, 51 sư tử, 52 cái xe, 53 cái răng, 54 người phục vụ, 55 găng tay đấm bốc, 56 pho cứu sinh, 57 cổng thành, 58 chú hề, 59 con mèo, 60 con cua, 61 kẹo mút, 62 điện thoại, 63 xe máy, 64 người lính, 65 cú mèo, 66 tai nghe, 67 con cá, 68 hồ lô, 69 bát quái, 70 sầu riêng, 71 lá cờ. Vừa rồi là con xin thực chúng ta thực hiện bài tập của cô Tuyết Giao. Con cảm ơn mọi người.